Những chiếc bánh chưng truyền thống này đến từ vùng đất tổ Phú Thọ, được gói vuông vức, đẹp mắt, đóng gói đạt chuẩn để có thể vận chuyển đi xa. Thậm chí bánh chưng còn được đóng hộp đẹp mắt, dùng để biếu tặng trong Tết, là một trong những sản phẩm đặc biệt có tại phiên chợ Tết Xanh Quà Việt năm 2024. Các loại bánh tét Trà Vinh với nhiều loại nhân khác nhau, màu sắc từ rau củ cũng thu hút khách hàng không kém. Bánh chưng, bánh tét là những món không thể thiếu trong mỗi gia đình những ngày đầu năm mới. Nói về bánh tét á, nha, thì là tôi thấy như vậy. Ở đây năm nào của tôi cũng vậy, tiêu chí của tôi là bánh phải ngon nhưng mà không có được ngọt. Ra bánh của tôi nó đặc biệt riêng biệt, chả của tôi cũng riêng biệt, khách vô có vẻ là tấp nập hơn mỗi năm. Và đồng thời đó là tôi thấy là khách mới rất là nhiều. Cái nhu cầu của người ta ăn đó là phải sạch, phải ngon. Nói chung là sản phẩm nào cũng ưng ý cả. Chọn được thịt này, là thịt nem chua này, đấy mới là chân giò rút xương, chả, các loại chả. Đấy, cô để mua hết, rất là cần thiết trong dịp Tết. Tại chợ Tết Xanh Quà Việt còn có nhiều loại chả khác nhau theo đặc trưng vùng miền. Các loại thịt heo đóng gói để có thể dùng lâu dài, thu hút đông đảo người tiêu dùng trong những ngày Tết đến xuân về. Như món nem chua từ Thanh Hóa này chẳng hạn, đã làm không ít người con xa quê nhớ món đặc sắc của quê hương ghé đến mua về. Trong Nam này thì có một số bạn là từ quê vào đây lập nghiệp, nên là khi được biết tới là sản phẩm của mình chính gốc từ ngoài Thanh Hóa đấy, thì mọi người rất yêu cái hương vị của ngoài xứ Thanh mình, nên là tới đây ủng hộ rất là đông để về có một cái Tết sum vầy và đầy đủ hương vị hơn. Với nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh, đến chợ Xanh mua sắm Tết còn là một niềm vui, vì chợ hợp cuối năm khác ngày thường khi có tới gần 1.000 chủng loại sản phẩm nông đặc sản được bày bán. Khá nhiều người trong số họ chọn những chiếc bánh dân gian, người lại chọn các loại rau xanh, củ, quả để ăn trong những ngày Tết hay để biếu tặng người thân. Giữa người bán và người mua đó, tiêu thụ, thì nó có một cái gì đó rất là vui vẻ, hòa nhã. Từ đây sắp tới, nếu mà tổ chức được nhiều cái phiên chợ như thế này thì nó sẽ là một cái bước tiến. Tết đó, người ta cần rau, các loại rau, mà đây là đáp ứng được cái vấn đề đó. Mà rau sạch nữa. Rau, củ quả thì để cái ăn tươi. Và nhiều khi mệt mỏi ăn quá nhiều đồ ngon ấy, thì đây mong muốn là rau luộc hay là cái canh rau này kia để cho nó nhẹ bớt. Năm nay thì đặc biệt là có thêm nhiều sản phẩm mới, có trà hoa vàng đến từ Ba Chẻ Quảng Ninh, nem sáu sệ đến từ Đồng Tháp, có nhiều doanh nghiệp mới tới lần đầu tiên. Càng gần Tết thì hàng hóa mua về thì nó sẽ được tươi nhiều hơn, phục vụ được cho bà con tốt hơn, có thể bảo quản được từ 5 ngày tới 7 ngày ở trong tủ mát của tủ lạnh. Tôi muốn đem tới cho bà con ở dân thành phố một cái Tết đầm ấm, vui và nó gắn với lại cái truyền thống dân gian, cũng như là đảm bảo là sản phẩm nó phải tươi, ngon, lành. Tết thì Tết, nhưng không tăng giá. Khách đi chợ là sẽ được tặng quà của ban tổ chức. Rất là vui, đi chợ mà còn được tặng quà nữa. Những cái món quà này rất là thiết thực, rất là cần. Bánh tráng là cần nhất, gói chả giò Tết. Có những cái món đồ ăn sẵn, ăn liền đó, thì cái vấn đề mà vệ sinh an toàn thực phẩm nó rất là quan trọng. Mà mua ở đây thì tin tưởng. Thậm chí hồi nãy mua gà, anh bán hàng đó, anh còn để cả cái biên bản kiểm nghiệm thực phẩm mà bản gốc luôn. Cái anh nói là không, mỗi ngày đều được cấp. Cho nên là cái đó cô rất là yên tâm. Còn gì thích thú và ấn tượng hơn khi các bậc cha mẹ được thỏa sức tìm hiểu, mua sắm những nông đặc sản địa phương, làng nghề truyền thống, sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm ô cốp, sản phẩm chỉ dẫn địa lý. Các em nhỏ được chơi, khi ra về, ai cũng có cho mình những phần quà mà ban tổ chức dành riêng cho mình. Năm nay là năm thứ 10 liên tiếp phiên chợ Tết Xanh Quà Việt được tổ chức, đã hình thành một thói quen mua sắm, vui chơi, trải nghiệm cho không ít người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết đến xuân về. Mỗi năm như thế, ban tổ chức luôn tìm và đưa vào thêm những món ngon, sản vật vùng miền khác nhau. Do đó, phiên chợ cũng là nơi mà nhiều người con xa quê tìm đến, mong thấy được phần nào những thứ Tết quê giúp họ ấm áp và bình an trong năm mới.